Thiên An bất ngờ comeback mạng xã hội giữa ồn ào có con với Jack, netizen liền vào cà khịa, tinh tinh 5 triệu. Căng đan tình ái chấn động, thậm chí đã có con của Jack dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù vậy, đã gần một tháng trôi qua, những nhân vật chính trong câu chuyện vẫn im hơi lặng tiếng, biến mất khỏi mạng xã hội. Nếu như Jack chưa có động thái gì mới để nhận lãnh trách nhiệm của mình, thì Thiên An cũng khóa toàn bộ phần bình luận để tránh bị công kích và làm phiền. Tuy nhiên, mới đây nhất, Thiên An đã bất ngờ đăng tải hình ảnh mới nhất lên trang cá nhân, khoe nhan sắc, gái một con trong mòn con mắt của mình với dòng caption "Tháng mới hãy mang thật nhiều năng lượng nhé". Dưới phần bình luận của bài viết, rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc ngày càng mặn mà và thăng hạng của Thiên An sau khi sinh con đầu lòng cho Jack. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng gửi lời động viên mẹ một con hãy cố gắng lấy lại tinh thần để sống hạnh phúc hơn nữa. Đáng chú ý nhất là một dân mạng đã không quên để lại bình luận cà khịa cực mạnh dành cho nam ca sĩ Jack Đào Hoa, tinh 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 5 triệu. Có lẽ người này đang đề cập đến thông tin về số tiền ít ỏi mà Jack chu cấp cho Thiên An để nuôi con gái hàng tháng.